Gặp Zeroth hả? Zeroth đâu? Zeroth đâu? Zeroth đâu? Zeroth đâu? Zeroth là con quái đá hả? Nãy anh đang thiếu cái ngọn lửa. Tao anh thấy giọng lọc hơi nhỏ ha. Cái huy hiệu gam của người đi gần ở trung tâm thì em cảm thấy em thằng mẹ lên rồi đó. Giúp em game này em trả lại nha. À, ok Lộc ơi, ok Lộc ơi. Anh Khánh đang chuỗi thua 2 đó Lộc ơi, không có gánh được đâu. Vậy cái đái chị. Khánh đang thua 2 trận anh Khánh. Em cũng vậy. Em cũng vậy hả? Ờ, em cũng vậy. Tao không cắm mắt từng nâng canh giờ đâu. Thua. Này Lộc đẩy vô đỡ không nhỉ? Lộc anh thấy giọng Lộc hơi thiếu sự tỉnh táo nha. Đẩy vô giúp anh ha Lộc. Vừa đấy nè, vừa đấy. Ờ dạ dạ, anh nói cái này nó lên mà. Nói là không cắm mắt nó lên sao Lộc mà. Cho anh em quay vô chủ đâu, cho anh em quay vô chủ đâu. Không có thai nhịp nha. Ờ, không có. Thì làm gì vào. Chơi tay nha. Đấy, 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 còn lại hả? Lát luôn nào, lát luôn nào. Má được khi nào đánh làm việc mà mình phải cái giọng căng quá cơ. Chịu mình được cái có em thôi chứ anh giọng chiêu mà không? Chiêu mà đánh 5.000 đồng. Anh Lộc đánh anh Việt như đánh Chung kết thế giới 2019 chưa? Ừ, má giờ anh em biết gì vậy? Không chắc đánh với Spy ạ. Bài Spy ăn mừng đồ á. Dấu tên 720 đã rescan 5.000 đồng. Dấu tên 720 nha. Thua ca vui, bụng Khánh đã căng mặt cười. Ủa không vui, bụng Khánh đã căng. Căng chứ, phải căng chứ. Không căng sao thắng được bạn ơi. Đúng rồi nè, xúc biết chơi nè, xúc tanh nè. Ăn mạnh, ây da, không ghét được nè. Vẫn ngon, vẫn ngon, vẫn ngon. Sao vậy? Buồn ghê. Nhìn buồn vậy ta. Sao sao cái mày nghe win, nghe win, nghe win. Cái mày nhìn xanh xao lắm, chắc thua cũng khó. Rồng ăn cho mình này, ngon luôn này. Ai xử chưa? Ai xử chưa? Ăn rồng cho mình luôn mà. Lộc nghiêm túc quá rồi ta. Lộc đang đánh với thằng gì chưa của FPS cho Gim Gun hả? Lộc nghiêm túc với Gim Gun rồi. Anh chiếu cầm tắt đi. Rồi, có luôn, có luôn. Tí nữa. Tí hả? Chưa hả Lộc? Thôi Lộc về đi ha, để anh... Rồi, em lắm vào câu nha. Ok Lộc, hay Lộc ạ. À nó chiến nhỉ. Phạt chết. Đây solo kill nha. Ai có lộ ơi, Solo kill nha. Anh này nói sao anh Khánh? Ai đâu? Ai solo kill thì sao? Mà cái này win hay lộ? Mà mỗi lần mất cảm giác thì có anh Khánh vô. Từ đó là nó lên. Thôi để anh solo kill nó anh Khánh rồi. Thôi, chạy nhau vậy. Khánh, ủa? Để anh solo kill nó anh Khánh. Anh Nị nói sao anh Khánh? Anh Nị nói nếu xe thua 10 BN qua tiệm cây sớm nhất sẽ được tặng 10 áo của xe và ốp lưng thầy giáo ba mặt cười. Cảm ơn nào vừa đến Khánh nha. Ủa khi nào mới đánh Lê ốp anh Khánh? Lê ốp hả? Tuần sau nè. Ở đó tuần sau nữa chứ. Tuần sau, hôm nay là thứ hai chứ. Hôm nay là thứ hai rồi thì tuần này là... Cho em với lại anh em coi... Gan biết chọn gì đây không? Biết chọn gì đây hả? Bây giờ chưa biết chọn ai mà đám thì có ai để chọn đâu. Chắc chưa, có gì có. Chắc chọn cái này bỏ đó. trước có gì đó đây còn đâu được chọn đâu, không phải đây kiểu chưa có gì mà chưa có gì đó tôi mới chọn chưa có gì đó đâu có chọn được đâu không có gì có
không làm tí đâu anh. Trời, nó phê hai mạng luôn. Đi bộ nai sừ à? Xem nào. Chết rồi, đặt tên này thôi. Hay. Phải gỡ đấy chứ. Đặt tên này thôi, cầm con Lee Sin xong rồi nhìn giống đi bộ nai sừ thật thế. Đi bộ đại sư rồi. Đặt cái tên cho con đi bộ đại sư luôn mà. Đánh vàng. Anh phải kim à. Di dẹo đã uy scan người nha. Đồng. Quả tên fan khéo bánh múa vậy thì biết ván này con Lee Jin của idol ra sao rồi. Sao mà biết được, trời ơi. Được ra rất giúp này. Nó đã rất đi về Nasus thì kéo dễ giúp luôn thì cũng ok, ngon. Im ra trước em. Đặc à, khả năng lỗi à. Khả năng để em Victor anh trước em ơi. Chim có tiêu đốt không để ý chứ. Hỏng rồi anh em ơi. Đi bộ nai sừ rồi. Chậm rồi. Dấu tiền 720 đã rescan 5.000 đồng. Quickstyle đi bộ nai sừ NTN thì trừ 1 clip mặt mếu. Hỏng rồi lên 720 nha. Ây ạ. Thường thế mà quy chúng con bò luôn anh em. Thế mà quy chúng con bò luôn. Hên đấy chứ. Bây giờ con lính hay quá ta. Cho nó e lính hay quá ta. Đúng là cái sự phối hợp của cặp đôi mid rừng Optimus với cả Levi mà. Mus, rồi Mus đặt tên kỳ vậy Mus. Fury là sao Mus? Optimus mà đâu phải gần mười núi đâu anh em ơi, gần mười núi là ông cao thủ của Optimus, đó là một cái người chơi đi mid là hay nhất Đông Nam Á. Khác nhau chứ. Vào rừng mình ăn được không? À, đứng mét trên anh em. Thấy bị vướng con xe không góc quay, vướng hai lính chứ, né được một con lính thì mất lại góc. Trời ơi, cái này là 4-5 đánh thôi mà, chiến dữ rồi trời. Nhiều người comment đi bộ nai sừ lắm mày, nhiều người comment đi bộ nai sừ lắm mày. Nhưng mà mọi người không hiểu rằng nếu mà Khánh quy vào pha đấy thì team mình nó không đánh được như này. Nếu mà Khánh không quy vào pha đấy thì team mình chạy hết rồi. Khánh phải quy vào đấy, phải hy sinh đấy, phải có người hy sinh đấy. Giúp cho mình bắn bay xa rồi. Hay cái sao ơi. Nén trên. Không né lắm. Đứng im luôn rồi. Đi bộ nai sừ là hay này. Nice. Mày con Nasus nó vậy á. Nasus nó vậy. Nhưng mà bạn nào bảo con Nasus lên game khỏe thì nó vậy đó. Đi bộ tầm 20 phút này. Đánh 8 phút win luôn này.